Dung xin kính chào bà cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Cathedral Cuộc Sống Pháp. Thì ở trong làng của Dung á, là ngày thứ năm, thứ sáu, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật là có một cái lễ hội festival đó cô chú anh chị, đó là nhạc rock và xe. Ở đây là những cái xe cũ, xe độc lạ thì người ta đem ra ngoài này, người ta triển lãm cho cô chú anh chị ơi. Nhưng mà tối hôm qua thì có một cái sự việc chấn động xảy ra, cho nên là toàn bộ cái buổi biểu diễn đã bị hủy. Buổi chiều thứ bảy thì Dung hết tôm rồi, cho nên là Dung chở Louis chạy vào trong làng để mua tôm. Thì mình thấy là rất là đông người ta và có xe cảnh sát, rồi họ block rất là nhiều tuyến đường, mình không biết là lý do gì. Thì tới chiều tối lại thì Dung nghe bên phía cảnh sát thì người ta nói là có một cái sự việc rất là chấn động đã xảy ra, và cho nên là vào buổi chiều ngày thứ bảy vào lúc 5 giờ rưỡi chiều, các nhà hàng ở trong làng người ta tận dụng những cái vỉa hè để người ta mở những cái buổi nhạc rock nhỏ nhỏ, nhưng cô chú anh chị đó, người ta thuê những cái ban nhạc rock chơi cho nhà hàng. Mình có chỗ phía trước đó cô chú anh chị, nhưng mà Dung không có làm, tại vì nói chung là nhân viên rất là đông. Tới cái này kiểu như giống như hợp tác giữa nhà hàng này với nhà hàng kia đó. Rồi thuê bàn ghế rồi này kia tùm lum hết, chứ mà cái kiểu mà đông đông á mình rất là sợ luôn cô chú anh chị ơi, cho nên là thôi thà ít chị cho nó khỏe đi, trời đông đông người nói an ninh trật tự rồi này kia nó rất là mệt. Dung chia sẻ cho bà cô chú anh chị trong những video trước là ở trong làng mình là từ tháng 6 đổ dài lên tháng 9 thì thường có rất là nhiều lễ hội, rồi nhà chợ trời rất là lớn luôn nữa mà. Triển lãm ngựa, người ta đem ngựa ra đó cô chú anh chị, nói chung là rất là nhiều các hoạt động giải trí cho để thu hút khách du lịch đó. Thì cái lễ hội mà car và rock này đó là rất là lớn nha cô chú anh chị, đó năm nào cũng tổ chức hết trơn á, và xe và từ khắp các nước Pháp người ta về đổ về đây, không chỉ có xe hơi không mà xe mô tô rồi này kia nữa cô chú anh chị, người ta đã có những cái xe độc lạ đó người ta đem về đây nè, người ta triển lãm. Rồi giữa tháng 6 là sẽ có một cái lễ hội âm nhạc rất là lớn nữa. Ngày xưa Florence Bunny rồi về đây hát đó cô chú anh chị, mà bây giờ giống như chi phí cao quá. Même il y a les keufs. Je vais dire les policiers. Tu sais pourquoi il y a des policiers? Ils surveillent les motos. Dùng cuốn gỏi cuốn nè cô chú anh chị, trời ơi ế một dĩa luôn, nguyên dĩa luôn, bán hình như được bỏ bốn cuốn thôi đó, 2, 4, 6, 8, 10, 12 cuốn. Rồi mình bán đem về được 6 cuốn rồi, tối nay Dung cuốn 20 mấy cuốn rồi cô chú anh chị, Dung không nhớ nữa. Giờ trời bữa thì bán không cuốn á thì không đủ bán, chứ người cuốn chừng chục cuốn thôi không đủ bán. Bữa thì cuốn ế đóng cả làng luôn nè. Rồi tối nay là cho sếp với ông xã Dung xử. Đây là cái tư ăn gỏi nha cô chú anh chị, mà nãy giờ Dung bỏ trong tủ lạnh á nên là nó bị đặt lại rồi. Ouais, mais bon, il y en a le rouleau à manger là. On mangera demain midi. Hồi tối thì Dung làm mì spaghetti cho tụi nhỏ. Ông xã Dung nói là để anh ăn cái mì spaghetti còn dư. Đó, ông sếp với Dung là nháy mắt với nhau là không có cho. Nó để mai ăn đi, tối nay là giải quyết gọi cuốn. Dung xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Xin chào. Xin chào Mr. Phương. 12 cuốn gỏi cuốn nha. Cô đồ đồ. La semaine prochaine, je roule avec quatre. Mais tu te rappelles la semaine dernière, on est pas que le rouleau ou un bouteille ou je sais pas comment dire. Tối thứ bảy mình rất là đông, tại vì ở trong làng có ca nhạc đó cô chú anh chị, nhưng mà người ta đã hủy hết show, cho nên là mọi người ghé lại chỗ mình ăn rất là đông. Dung mời bà cô chú anh chị và các bạn ăn tối với gia đình Dung nhé. Ăn tối này ăn sợi cuốn ế nè cô chú anh chị ăn.
Thường thường thì cuối tuần thì ông xã Dung với sếp hay uống rượu. Cuối tuần sếp ngày thứ bảy thì sếp về trễ rồi chú vậy mình làm xong rồi chơi với ông xã Dung nữa. Mà nhiều rượu này đó cô chú anh chị không phải là khách uống còn dư, mà nhiều khi khách mua rượu ly á. Gỏi cuốn thì trời lúc này nắng rồi đó, là tầm khoảng 7:30 khách vô, từ 7 giờ Dung cuốn á, cái là mình bỏ tủ lạnh, nó lạnh lạnh á, ăn nó rất là mát. Mùa này là bán gỏi đều được cô chú anh chị ơi. Buổi tối thì người ta chủ yếu người ta ăn chả giò với lại tôm chiên rất là nhiều. Dung thì Dung không có thích để tủ lạnh lâu nha, là mình gói cái giấy này nè, nó đỡ khô, cái vỏ bánh nó rất là mềm. Chứ mà nếu mà để không á vô tủ lạnh là hồi cái vỏ bánh nó cứng á, cô chú anh chị mình không có thích lắm. Hồi nãy có mấy người bên Gendarmerie ghé mua đồ ăn đem về, mua thịt kho đó cô chú anh chị, cho để họ ăn tối. Thì tại vì tối hôm nay trong làng thì hơi nhiều chuyện một chút á, mà ông xã Dung nói trời nãy phải cho họ ít cuốn, mà Dung đâu có nhớ đâu. Tới nói chung là làm rồi cái quay qua rửa chén đồ này kia, nó Dung mà Dung làm cái gì thà để Dung làm hết chứ quần quần cái là Dung quên cô chú anh chị, trời đâu có nhớ đâu. Dung có kể cho cô chú anh chị lúc đầu video đó là có ở trong làng có một cái buổi ca nhạc rất là lớn diễn ra từ tối thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật, và có những cái nhà hàng người ta cũng tổ chức những cái buổi biểu diễn nhạc rock nhỏ nhỏ nữa. Thì có một cái tai nạn rất là bất ngờ xảy ra vào chiều ngày thứ bảy cô chú anh chị lúc 5:30 á. Thì mình nghe bên mình đâu có hay đâu, thì về Gendarmerie gọi lại họ nói với tụi mình là tại vì mình nghe xe cứu thương đồ và cảnh sát, xe cảnh sát đồ cứ mầm mì y đó. Thì họ mới nói là không biết là lý do gì thì có một cái nhánh cây mọi người đứng ở dưới để mà xem ca nhạc đó của chú anh chị, thì có một cái nhánh cây rất là to nha, và nó rớt, nó gãy, nó rớt xuống, và năm người đứng ở dưới đất bị thương nha cô chú anh chị. Mới đầu là xác nhận là 8 người, nhưng mà sau đó có 3 người là không có sao, bị nhẹ, nhưng mà 5 người là bị thương nặng. Nhưng mà có một người đàn ông 54 tuổi thì không có qua khỏi, và không có hiểu lý do gì luôn á, là một cái nhánh cây bự đầu tiên rớt xuống rồi, và những cái người người ta đứng dưới cái gốc cây đó đó cô chú anh chị, thì có cái nhánh cây thứ hai chuẩn bị rớt xuống nữa. Thì cái buổi ca nhạc này là có cái sự hiện diện của ông thị trưởng đó, là tại vì nếu mà diễn ra cái buổi concert, cái buổi hòa nhạc, cái buổi tổ chức nhạc này nè, đó là bên tòa thị chính người ta chịu trách nhiệm nha cô chú anh chị đó. Thì ngài thị trưởng ổng quyết định là đóng cửa và cho dẹp hết những cái buổi những cái buổi hòa nhạc luôn, những cái buổi biểu diễn là diễn ra ngày chủ nhật luôn nữa. Ổng nói là dẹp hết, không làm gì nữa hết, tại vì bắt đầu tiến hành điều tra cô chú anh chị, tại vì nó liên quan tới người chết mà. Thì cái này là bên tòa thị chính người ta chịu trách nhiệm, nó chịu trách nhiệm mà nó dẫn tới rất là nhiều là bên những cái người mà người ta cắt cây kiển rồi này kia đó cô chú anh chị. Thì ông thị trưởng ông mới nói là cắt cây rồi này kia là đảm bảo đúng định kỳ, bây giờ người ta sẽ trích xuất camera để xem là những cái người mà đi coi ca nhạc á họ có trèo lên những cái nhánh cây hay không, nếu không chứ không có cái lý do gì mà tự nhiên những cái cánh cây, những cái nhánh cây nó rất là to mà nó gãy và nó rớt xuống người đi xem ca nhạc như vậy. Dung hồi đó giờ là Dung không có ham vui đi những cái chỗ đông người của chú, nói thật là Dung sợ luôn á. Nhiều khi nhà mình đi du lịch là Dung né những cái chỗ mùa hè này, hoặc là những cái chỗ nào mà đông quá là mình không có đi, Dung ngợp dữ lắm, Dung không có chịu được. Với hai là mình sợ nha, từ cái lúc mà ngày xưa mà những cái
vô đi coi nhạc opera đó cô chú anh chị, đi vào nhà hát mà cứ bầm 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 rồi bao nhiêu người chết trong đó, hoặc là họ lái cái xe vô hay gì đó, mình tưởng tượng trong đầu mình nó làm cho mình sợ đi. Hoặc là những bây giờ những cái trẻ trẻ bây giờ họ cầm con dao hay này kia đó, mình nói chung là mình không có cảm giác an toàn đó. Cho nên là những cái ca nhạc rồi này kia là không bao giờ Dung đi coi, cho nên kể cả những người nổi tiếng thà mình coi qua tivi. Chứ mình không có biết được xui rủi nó ra làm sao chú anh chị ơi. Đó, buổi chiều chạy vòng vòng đi coi ca nhạc thôi mà rớt tự nhiên nhánh cây xuống rồi cái đi nằm bệnh viện, mà nghe nói là nghiêm trọng đó cô chú anh chị, và một người thì không có qua khỏi và tối hôm đó luôn. Ông sếp ông làm với Dung hình như 3 năm rồi, 3 năm mấy tháng là sao cô chú anh chị cũng không nhớ nữa. Là tới tận 2 năm sau nha, ông sếp ông mới ăn cái gỏi cuốn. Dung giờ kêu sếp thử hoài, sếp đâu có ăn đâu. Ông nói ông không có khoái ăn cái bánh tráng ở ngoài á. Mà nhiều người ngộ lắm nha cô chú anh chị, rất là thích ăn gỏi cuốn nhưng mà họ không ăn được cái bánh tráng á, cho nên là thôi rồi không ăn. Nhưng mà Dung nói bây giờ không có cái bánh tráng thì đâu có gọi là gỏi cuốn nữa. Đó, cho nên là nhiều người nói với mình, tao thích ăn gỏi cuốn lắm nhưng mà tao không ăn được bánh tráng ở ngoài. Trời ơi. Đó, sau này thì cứ bắt đầu ở trong bếp á làm, kiểu như đói bụng đó cô chú anh chị, là Dung tập từ từ cái ông sếp ăn. Dung giải thích với sếp cái kỳ gì mình cũng phải cho người ta thấy. Thì kiểu như cái bánh tráng của mình khi mà nhúng nước á nó sẽ dai và nhìn nó giống như một cái lớp màn bọc bằng mọc trong suốt vậy đó. Nhưng mà Dung chưa cho sếp coi cái bánh tráng khô nè, Dung nói cái này là làm từ gạo đó, mình giải thích cho sếp rồi này cái từ từ ổng thấy rồi cái ổng ăn bình thường, mà giờ thậm chí là ổng thích luôn. Bên ngoài còn khách đang ngồi nhưng cô chú anh chị, mình ăn ở bên trong này. Lúc nãy ở bên trong này là để nuôi nhện thôi chứ không có ai ngồi ở trong này hết. Mười hai cuốn Dung hù ông sếp rồi đó, mỗi người 4 cuốn đó. Tối hôm nay Dung mua tôm bự á cô chú anh chị, mua tôm 30-50 á, là cái loại cái xay nó trong một hộp 1 ký á nha. Là mình cuốn cái chợ Dung cái chẻ ra mà Dung bực mình quá, Dung thôi để nguyên luôn cho 2 con tôm bự luôn, cắn cái nó rất là giòn luôn cô chú anh chị. Mà lên là cuốn thì nó không có được đẹp lắm, là cái gỏi cuốn của mình nó to ra thôi. Nhưng mà Dung xếp đồ bổi cho nó gọn gàng rồi cái mình cuốn chặt tay á cô chú anh chị. Mà cái bánh tráng ba cây tre này giờ có cuốn có xiết cỡ nào nó cũng không có rách á, đó là mình rất là thích luôn. Cô chú anh chị không tin chứ Dung ăn cuốn thứ 3 rồi đó, cuốn này là cuốn thứ 4 của Dung đó nha. Ông xã Dung ăn 3 cuốn, sếp nói ăn 2 cuốn thôi không ăn nổi nữa. Dung ăn cuốn này là cuốn thứ 4 rồi á. Mà tại vì Dung buổi trưa Dung không có ăn trưa nha cô chú anh chị, mình làm một cái rồi Dung bỏ luôn bữa trưa. Dung chỉ ăn có nửa trái táo thôi cho nên tối Dung rất là đói bụng. Đó, mà tối mình làm mình cũng không kịp ăn vặt luôn nữa, chứ mỗi ngày thường thường á là đói bụng là cứ sếp có chiên chả giò hoặc là Dung làm tôm chiên á. Cái là chiên Dung với sếp ăn trước. Nhưng mà ăn ở trong bếp á cô chú anh chị ơi, nhưng mà tối nay là mình làm mình cứ quần cái rửa chén mấy chập đó, cái là Dung không có thời gian, Dung không ăn gì, với lại lúc này trời nắng nóng á, trong bếp rất là nóng luôn, mình không có mặc được cái áo vest nữa đó cô chú anh chị, nó nực dữ lắm, nên mặc mấy cái áo thun như vậy nè mà làm thôi, nó hút nước. Đó, chưa tới mùa hè đó nha, tới mùa hè là còn giữ trời nữa.
mặt trời ngay cái bức tường bếp nhà Dung luôn, là không có dám mở cửa sổ luôn đó cô chú anh chị ơi. Nó nắng dữ lắm, nắng mà gặp hơi nóng từ trong bếp nữa, gặp ông sếp ông mở cái lò nướng cá của ông lên nữa là thôi ba bốn bề nóng không. Dung cũng xin dừng cái video tại đây nha bà cô chú anh chị và các bạn. Xin chúc cho bà cô chú anh chị và các bạn có kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình. Bữa nay Dung chia sẻ cho bà cô chú anh chị là ở trong làng có cái lễ hội ca nhạc rock của cô chú anh chị, nhưng mà có tai nạn nên bây giờ là người ta dẹp hết luôn. Đi con có. Tạm biệt các bà cô chú. Cảm ơn sư cô. Come sta prendendo la famiglia Brigitte? Oh, yes. Ah, oh, yes. No, yes. La Maria non serve. Se te la frega la sorpresa. Oh, yes. Ah, Se non paremo, te la vuoi tutta.